Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today cùng với anh Dũng và Tyler Diệp. Thưa quý vị, chúng tôi đang hiện diện tại phòng máy của đài và trong khi đó thì Tyler Diệp vẫn đang ngồi ở tại khách sạn ở Sacramento, vẫn còn làm việc cho đến cuối tuần này thì mới trở về. Trước hết thì xin kính chào Tyler Diệp. Tyler xin kính chào anh Dũng và xin kính chào quý khán giả. Vâng, thưa quý vị, chúng ta lại bước vào một ngày, tối ngày hôm qua thì có vẻ như tình hình đã lắng động trở lại, chỉ có một vài thành phố nhỏ hoặc là một vài nơi có bạo động nhưng cái mức độ nó đã giới hạn lại rất là nhiều. Đây là một cái việc rất là vui, mà những cái tin vui mà chúng tôi sẽ cố gắng mang lại cho quý vị. Tuy nhiên trong ngày hôm nay đó thì mọi người đều tập trung, tại vì là ở tại địa phương của chúng tôi ở đây, ở khu vực Little Sài Gòn này, thì ngày hôm nay theo những cái tin tức chúng tôi đã loan cùng quý vị trong chiều hôm qua đó, thì tại thành phố Garden Grove người ta cũng đang chuẩn bị nhiều cửa tiệm ở đây đã đóng những cái miếng ván lên để che cái cửa sổ của mình lại, cửa sổ kiến để tránh những cái vụ bạo động có thể diễn ra, mà theo như là những cái dự báo có thể diễn ra vào chiều này ngày hôm nay. Cho nên là chúng tôi một lần nữa là xin loan tin cùng quý vị thành phố Garden Grove và các thành phố lân cận, cư dân ở những cái khu này cũng nên cẩn thận một tí trong ngày hôm nay. Và cái vấn đề mà giới nghiêm nó vẫn còn hiệu lực từ 6 giờ chiều ngày hôm nay cho đến 5 giờ sáng ngày mai tại thành phố Garden Grove. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến cho quý vị những hình ảnh mới nhất. Tuy rằng trong đêm hôm qua hay cũng như là đêm trước thì cái mức độ mà bạo động của đoàn người biểu tình hay là những phần tử mà gọi là phá hoại đó, nó cũng tương đối giảm nhiều so với lại tuần lễ trước đây. Thưa anh, chúng ta đều thấy là nó có rất nhiều những cái báo cáo trở lại từ nhiều địa phương trước đây gặp phải những cái cuộc gọi là bạo loạn, cướp bóc, đốt phá. Tuy nhiên trong đêm hôm qua có lẽ là tình hình nó lắng dịu một chút xíu khi các phần tử phá hoại đã bị giới chức chính quyền trực tiếp kêu gọi thẳng tay ra, nói rằng là quý vị không có ở nơi đây và yêu cầu là quý vị những phần tử mà gọi là phá hoại nên đi về, và những người nào mà ở trong những cái khu vực này thì trong đêm hôm qua cũng không nên đi ra ngoài để mà cho các nhân viên công lực có thể nhận diện ra đâu là những người sống ở tại địa phương và đâu là những người mà tới từ ở ngoài tiểu bang hay là ở ngoài thành phố chỉ nhằm mục đích là cướp bóc thôi, thưa anh. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng bước vào với phần tin tức trong ngày hôm nay. Trước hết là các tin tức liên quan đến Washington DC. Trong ngày hôm qua đó thì người ta đã thấy vẫn những nhóm người đứng phía trước tòa Bạch Ốc đã cùng tụ họp rất là đông. Số lượng thì theo ước tính của cảnh sát thì cũng vẫn không thuyên giảm gì nhiều. Nhưng mà cái điều đặc biệt là có vẻ như ngày hôm qua đó thì người ta đã bình tĩnh hơn. Quý vị nhìn thấy trong màn hình thì tất cả mọi người, mà phần đông là chúng ta thấy đó là các thanh niên trẻ, họ đều đứng ở phía trước và cùng hô vang những cái khẩu hiệu, thậm chí có lúc cùng nhau giơ tay lên trời bày tỏ cái sự bất bạo động của họ. Tuy nhiên những cái bản mà chúng ta thấy ở trên màn hình đó vẫn là những cái lời kêu gọi và những cái lời đấu tranh làm sao để cho có thể đòi được công lý cho cái chết của George Floyd. Đó là cái hình ảnh tại Washington DC trong ngày hôm qua mà người ta đã ghi nhận được, với những cái hình ảnh rất là bình an, có vẻ là bình an hơn những ngày trước rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, sang qua đến các hình ảnh ngay ở tại bên nước Úc Châu, khi mà một số đông cũng đã tụ tập lại trước tòa lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở tại nước Úc hay là thành phố Sydney, cũng kêu biểu tình cách ôn hòa, kêu gọi cho sự công lý không những là cho người da màu mà cũng như là cho những người thổ dân mà trước đây cũng đã gặp nhiều cái sự gọi là bất bình đẳng hay sự bất công trong xã hội ngay tại nước Úc. Đây là những hình ảnh mà chúng ta đang thấy là được quay ở tại thành phố Sydney, Úc Châu, và phía trước của tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở tại Sydney, thưa quý vị. Chúng tôi chọn tin này để gửi lên để thấy rằng cái phong trào hiện nay, trong các ngày trước đó thì chúng tôi đã gửi những hình ảnh chẳng hạn như tại London, và cũng có những cái tin tức liên quan từ Berlin của Đức cũng có những cái vụ biểu tình, và ở Canada, Toronto cũng đã có những cái vụ biểu tình liên quan đến cái vấn đề Black Lives Matter. Và đây là những cái điều mà chúng ta thấy là rõ ràng là có vẻ như
với cái thời buổi hiện nay, tin tức đi nhanh chóng, thì cái phong trào này nó không còn nằm ở trong biên giới một quốc gia nữa. Và cái vấn đề mà bất bình đẳng hoặc là những cái đối xử không có công bình, nó diễn ra có vẻ như là quốc gia nào cũng phải có cái vấn đề này. Nó tiềm ẩn ở trong đó và người ta vẫn luôn luôn mong rằng nó sẽ có một cái sự công bình. Nhưng mà qua những cái thời gian, nếu có một cái vụ việc gì, chẳng hạn như cái vụ này diễn ra ở Hoa Kỳ, thì ở các quốc gia khác người ta cũng có thể cảm nhận được cái cảm xúc của người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên những cái hình ảnh mà biểu tình mà chúng ta thấy đó, đó là một cái điều rất là đúng đắn, và các chính trị gia trong những ngày vừa qua cũng cho rằng đây là những cái việc làm đúng. Nhưng nói tất cả mọi người đều nói không với bạo động và những người thừa cơ lợi dụng để mà đi hôi của. Sang qua những hình ảnh từ Illinois, thưa quý vị, một cái đám đông cũng rất là lớn cũng đã tụ tập ở tại thành phố Chicago trong chiều ngày hôm qua để bày tỏ cái việc mà ủng hộ cho George Floyd. Quý vị thấy đó, đám đông đã tụ họp, tuy nhiên là quang cảnh rất là bình an, không có bất kỳ một cái vụ xô xát hoặc là khói lửa gì ở trong cái quang cảnh này, thì là những cái cảnh này làm chúng ta cũng cảm thấy yên tâm một phần nào đó. Vâng, thưa quý vị, và sang qua một số các hình ảnh đẹp khác ở tại thành phố New York trong ngày thứ hai, quý vị thì có thể thấy trên màn hình đó là cảnh là một trong những phó cảnh sát trưởng của thành phố New York đã cùng là đồng lòng với người dân biểu tình khi mà ông quỳ xuống đầu gối của một chân, và sau đó thì ông cũng đã có một cái lời kêu gọi rất là cảm động khi mà ông nói rằng là người dân sống ở tại New York muốn thành phố của họ trở lại và muốn kết thúc những cái sự gọi là bạo loạn này. Ông muốn rằng là chúng ta phải dẹp đi tất cả những người bên ngoài đã đi vô trong thành phố này, những người mà đã được trả tiền để mà dựng đi cái phong trào của cái phong trào chính nghĩa của họ, và chúng ta cần lấy lại những cộng đồng của chúng ta. Ông nói luôn là ông kêu gọi cái đoàn biểu tình hãy đi về nhà để mà cho cảnh sát còn biết phân biệt được là ai là những người mà sống ở tại thành phố này và ai là những người là từ bên ngoài đi vô. Chúng tôi cũng đã nhiều lần nói rồi là cảnh sát không phân biệt được cái đồng phục của đoàn biểu tình, cho nên là giữa cái người mà gọi là phá phách và người biểu tình ổn hòa, họ không nhận diện ra được. Và đó nói chung là một cái thông điệp của cái người gọi là ông cảnh sát Terrence Monahan, một trong những phó cảnh sát trưởng của thành phố New York, gửi thông điệp này đến với gọi là đồng hương của ông trong ngày hôm thứ hai, thưa quý vị. Đây là một cái hình ảnh và một lời tuyên bố mà có vẻ rất cứng rắn từ phía cảnh sát New York. Ông đã kêu gọi tất cả những người biểu tình ra cái lời lẽ kêu gọi rất là cứng rắn. Ông nói là tối ngày hôm nay, tức là tối ngày hôm qua đó, những người dân bình thường, lương thiện của New York nên ở trong nhà. Và hãy để cho tất cả những người nào muốn quậy phá thì họ sẽ đi ra đường đi. Cảnh sát sẽ giải quyết tất cả những người này. Trong câu tuyên bố của ông thì ông cũng nói đó, hãy để trả New York lại cho New York, vì có thể có những kẻ xâm nhập vào thành phố này để quậy phá, không phải là cư dân của New York, mà có thể đến từ California hoặc từ khắp nơi trên nước Mỹ. Để cho cảnh sát nhận diện được những kẻ nào tràn ra đường vào tối ngày hôm nay, cảnh sát sẽ giải quyết một cách triệt để. Đó là lời tuyên bố cứng rắn. Và qua những cái phần cầu nguyện và quỳ gối cùng như cầm tay đối với những người biểu tình, ông đã đào tạo được một cái sự đồng cảm rất là lớn giữa người biểu tình và cảnh sát. Và chính nhờ đó mà chúng ta thấy rằng tình hình tại New York trong tối ngày hôm qua có vẻ rất là yên tĩnh. Mời quý vị theo dõi những cái hình ảnh mà chúng tôi cũng đã có được từ các đài truyền thông để cho thấy rằng sau những cái sau khi mà viên cảnh sát đã tuyên bố những cái lời đó, thì buổi tối tuy là vẫn có một ít xô xát, nhưng đã không có một cái sự đốt phá nào diễn ra ở tại thành phố New York trong tối ngày hôm qua. Người ta cũng vẫn la vang những cái khẩu hiệu biểu tình, nhưng mà tương đối là không có thấy có sự nào, và chúng ta cũng không thấy khói lửa gì ở phía hậu cảnh. Thì đây cũng là một cái điều mà người ta cảm thấy là người dân cũng những người biểu tình cũng đã thực hiện đúng một phần nào theo lời yêu cầu của các nhân viên công lực. Đây là những hình ảnh chúng ta thấy đó. Về bên quốc gia, cảnh sát cơ động cũng vẫn tiếp tục làm công việc của mình, nhưng người biểu tình khi mà họ tiến gần đến lực lượng cảnh sát thì họ giơ hai tay lên để chứng tỏ là họ rất ôn hòa. Và dĩ nhiên rồi, điều này nếu mà họ làm điều này đó thì cảnh sát cũng sẽ phải không phải dùng đến vũ lực đối với họ, thậm chí sẽ không sử dụng những cái súng điện mà họ có thể làm, hoặc là dùi cui.
Đây là những cái bước tiến mà chúng ta thấy là nó, tình hình có vẻ ổn định hơn rất nhiều. Vâng thưa quý vị, và nhắc đến những cảnh sát tốt thì chúng ta cũng thấy được trong hàng ngũ cảnh sát cũng có một số người không tốt và không có ý thức được cái vấn đề mà nội quy hay là cách hành xử khi mà đối diện với lại người dân. Thì cũng trong ngày hôm qua, đài truyền hình NBC News cho biết rằng đã có tới 6 cảnh sát viên thuộc sở cảnh sát của thành phố Atlanta City. Atlanta City là thành phố lớn ở trong tiểu bang Georgia, đã bị các công tố viên truy tố với những tội ẩu đả, đánh trọng thương người khác, khi mà nhiều đoạn video cho thấy được rằng là 6 cảnh sát viên này đã kéo hai người bạn trẻ gốc da đen từ xe của họ ra ngoài và dùng cái súng điện để mà chế ngự lại hai người này. Cho dù rằng những cái đoạn video mà người ta quay được thấy rằng là hai người bạn trẻ không có một cái cử chỉ hay là một cái hành động gì phản kháng cả. Và trong ngày hôm qua thì trong 6 viên cảnh sát này, 6 người đã bị truy tố rồi. Hai người thì chính thức đã bị cách chức và đã bị đuổi. 4 người còn lại thì đang còn trong cái thời gian gọi là làm việc, làm việc văn phòng, chờ cái bản án này nó đi qua tòa án rồi mới quyết định tiếp. Tôi chia sẻ cái bản tin này để cho quý vị thấy được rằng là thật sự trong hàng ngũ cảnh sát cũng có nhiều người đã quá đáng trong thời gian vừa qua, và cũng một phần nào đó châm ngòi cho những cái sự mà bùng nổ chúng ta thấy trong suốt 6-7 ngày vừa qua thôi. Trở lại với một bản tin liên quan đến vấn đề COVID-19 thưa quý vị. Trong những ngày này chúng tôi cũng cố gắng để tìm những cái bản tin liên quan đến COVID-19, nhưng mà hầu hết các cơ quan truyền thông đều tập trung vào những cái việc loan tin liên quan đến những cái vụ bạo loạn khắp nơi trên Hoa Kỳ. Một lát cuối bản tin này thì chúng tôi sẽ có một cái tấm bản đồ ở Hoa Kỳ để chúng ta có thể có một cái hình dung được thành phố nào đã trải qua những cái cuộc biểu tình trong những ngày vừa qua. Trở lại với cái vấn đề ở tại Iowa thưa quý vị, thì một cơ sở của hãng chế biến và sản xuất thịt Tyson thì cũng đã ghi nhận được thêm 591 trường hợp dương tính với COVID-19. Cơ sở này nằm tại thành phố Storm Lake Park, và 591 người bị nhiễm dương tính với COVID-19 thì nó chiếm khoảng 3/4 của ¾ trong số 591 người nhiễm dương tính này là không có triệu chứng. Và đây là cái vấn đề mà làm cho các viên chức y tế người ta rất là đau đầu, là vì khi mà không có triệu chứng thì những người này cứ tiếp tục vẫn đi làm bình thường, và qua đó nó sẽ dễ dàng lây nhiễm cho người khác. Thành ra là những cái nơi này, công ty Tyson cũng đã lập tức kêu gọi và họ phải đặt thêm một số các cái test kit để có thể thử nghiệm cho nhân viên của mình càng nhiều càng tốt. Trong số tổng số những nhân viên làm việc ở đây thì khoảng trên 2.000 người mà đã có 591 trường hợp dương tính, thì đây cũng là một cái điều mà người ta quan tâm. Cơ sở này sau đó được đóng cửa và người ta đã tẩy trùng tất cả mọi ngóc ngách cơ sở của họ. Tuy nhiên là vẫn sẽ phải tiếp tục mở cửa theo như lệnh của Tổng thống Donald Trump để duy trì cái sự sản xuất và bảo đảm cho cái mức cung cấp thịt cho toàn quốc nó vẫn đều đặn. Vâng thưa quý vị, cũng sang qua một bản tin khác ở tại tiểu bang Kentucky. Trong ngày hôm qua cũng có một số các tin tức liên quan đến việc một người đàn ông cảnh sát cho rằng là đã bị bắn hạ sau khi mà cảnh sát ở tiểu bang này ngộ nhận rằng là ông là một trong những thành phần xấu, những phần tử bất hảo trong đám đông. Mà thực sự ra cái người đàn ông này chỉ là một trong những người ở địa phương chuyên môn đứng ra, David McCarthy đứng ra để mà nấu ăn, cung cấp thực phẩm cho các nhân viên cảnh sát trong suốt 2 năm vừa qua. Nhưng mà vì vấn đề ngộ nhận, ông đã bị bắn hạ. Cảnh sát trưởng của cái khu vực này cũng đã bị thống đốc của tiểu bang sa thải sau nhiều cái vụ bê bối liên quan đến các nhân viên cảnh sát của ông. Thì quý vị, khi mà chúng tôi đang thâu chương trình này, có một đoạn video đã được đưa ra ghi nhận rằng là cái người đầu bếp đó không biết vì lý do gì, trong lúc mà ông bị bắn hạ đã có súng ở trong tay, và cái vụ này vẫn đang được điều tra. Nhưng một chuyện này cho thấy rằng là trong những thời gian mà gọi là hỗn loạn, cảnh sát không phân biệt được là ai là kẻ tốt, ai là kẻ xấu. Họ nhìn vào đám đông và họ thấy là cái người nào mà có nguy cơ đem cái sự nguy hiểm cho họ
thì họ sẽ dùng vũ lực ngay lập tức. Và đó cũng là một cái việc mà cho chúng ta cảnh giác rằng là trong những cái thời gian loạn lạc này, nếu mà không cần thiết thì không đi ra ngoài. Tại vì chúng tôi đã thấy được nhiều cái trường hợp, bao gồm cái trường hợp của ông Megathi này, là đứng lớ sớ ở ngoài đường, muốn đứng ra đứng can thiệp cho một số chuyện thì đã gặp nhiều cái sự rủi ro nữa. Một lời khuyên nữa là chúng ta ở nhà là tốt nhất, phải không ạ? Sang qua California, thưa quý vị, trở về với thành phố Los Angeles. Chúng ta thấy đó, ngày có một cái bản tin trong ngày hôm qua đã đưa ra là cảnh sát, lực lượng cảnh sát LAPD đã công bố một cái số lượng bắt giữ lên kỷ lục trong những ngày vừa qua đối với những người đã vi phạm vào lệnh biểu tình ở tại thành phố này. Thành phố này đã bắt giữ một số lượng người ở các thành phố như là Van Nuys và Hollywood, thì cảnh sát đã bắt giữ ít nhất là 585 người. Đa số các vụ bắt giữ thì là những người này đều vi phạm lệnh giới nghiêm. Ngoài ra thì cảnh sát cũng có thêm danh sách khoảng 20 người mà họ cho rằng là có ý định để cướp bóc. Bên cạnh đó thì cũng giam giữ khoảng 5 chiếc xe đã đậu bừa bãi mà người ta nghĩ rằng các chiếc xe này để hỗ trợ cho những người cướp bóc để có thể tẩu tán những cái món mà họ có thể cướp được ở trong khu phố. Cảnh sát của LA thì vẫn kiểm điểm số người bị bắt giữ và từ tất cả các khu vực của thành phố để có một cái con số tổng kết. Ngày hôm qua đó thì một cái điểm đặc biệt nữa là những người biểu tình cũng bày tỏ cái thái độ của họ không hài lòng đối với việc trường đại học UCLA đã cho mượn cái sân vận động của trường để cho cảnh sát giam giữ những người biểu tình. Chỉ có việc là chỉ mở cửa cho cái sân vận động này để cảnh sát đưa vào những người bị bắt giữ vào cái khu này trước khi họ được chuyển về các cái trại tạm giam đó, mà cũng đã gây được cái sự phẫn nộ cho những người biểu tình. Và phần lớn chúng ta vẫn thấy rằng rõ ràng chỉ có một nhóm người quậy phá thôi, chứ còn tất cả những người biểu tình đều là những người họ muốn công lý thật sự. Thành ra trong lúc này chúng ta phải làm sao để giúp cho cảnh sát phân biệt ai là những người biểu tình thật sự, ai là những người muốn phá hoại. Vâng, thưa quý vị, và sau đây thì xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh của những người biểu tình đã đi qua và nằm trên một cái cầu tại thành phố Portland, Oregon. Đây là cũng là một cách mà trong nhiều ngày qua những người biểu tình thực hiện để mà cố ý gây mà gọi là cái sự bất tiện cho xã hội, để mà đem cái sự chú ý lại cho cái vấn đề mà gọi là bất công mà họ nghĩ là đang xảy ra tại xã hội, bằng cách rằng là đứng ở tại những cái xa lộ hay là nằm trên những cái cầu này. Dĩ nhiên khi mà họ nằm như vậy thì xe không có dám lái qua và sẽ đem đến cái vấn đề gọi là tê liệt giao thông trong một thời gian khá dài. Đây là một trong những cách mà những người biểu tình đã thực hiện trong suốt những ngày vừa qua, thưa anh. Nhưng mà những cái hình thức này là được chấp nhận, phải không ạ? Tại là biểu tình bất bạo động và không có một sự nào mà họ đưa lên cái hình ảnh thấy là giống như là khi mà nạn nhân George Floyd đã bị đè xuống dưới đất nằm và hai tay đưa ra phía sau, giống như là cái hình thức họ bị còng. Ở Idaho, thưa quý vị, một số đông những người biểu tình đã cùng tụ họp vào chiều tối ngày hôm qua để cùng lên cầu nguyện cho những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh mà người ta ghi nhận được tại thành phố Boise ở tại Idaho. Chúng ta thấy trên màn hình rất đông những người biểu tình ngồi đó để tưởng niệm đến những cái chết đã diễn ra trong suốt khi từ khi cuộc bạo động đã bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, và trở lại với lại thủ đô Hoa Thành Đốn, chắc chắn quý vị cũng còn nhớ rằng là vào tuần trước thì Tổng thống Donald Trump cũng đã ký một sắc lệnh yêu cầu là các cơ quan liên bang bắt đầu có những cái biện pháp chế tài đối với những công ty công nghệ như là Twitter. Thì vào ngày hôm qua, thưa quý vị, một tổ chức bất vụ lợi có cái nguồn mà gọi là cái nguồn hỗ trợ tài chính từ những công ty công nghệ như là Facebook, Google và Twitter đã chính thức đệ đơn kiện sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, cho rằng là cái sắc lệnh này hiện nay đang muốn là đóng băng những tự do ngôn luận mà người dân hay là các công ty của Hoa Kỳ đã được hiến pháp bảo vệ. Chúng ta sẽ chờ xem là trong thời gian tới cái vụ kiện này sẽ được thụ lý ở tòa án nào, mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ được thụ lý tại tòa án liên bang ở tại khu vực Washington DC. Đây là cũng là một cái tin mới nhất giữa cái sự giằng co với Tổng thống Donald Trump và tập đoàn Twitter, và cũng như là những công ty công nghệ. Chắc chắn là cái bản tin này chúng tôi không có giờ để nói, nhưng mà chắc chắn quý vị cũng đã có nghe rằng là trong ngày hôm qua
một số các nhân viên của tập đoàn Facebook cũng đã gọi là phản đối cái việc Mark Zuckerberg, sáng lập viên của tập đoàn Facebook, quá gọi là đồng tình với là Tổng thống Donald Trump, cho nên một số người cũng đã lên Twitter để tuyên bố rằng là họ sẽ nghỉ làm với công ty Facebook, và nhiều nhân viên cũng đã tổ chức một cái gọi là một cái walk out, là một cái việc mà xuống đường trực tuyến ở trên cái virtual town hall của Facebook. Đây là những cái diễn tiến mới nhất giữa cái vấn đề gọi là tự do ngôn luận, những vấn đề mà các công ty công nghệ hiện nay làm sao mà phải quân bình giữa cái việc là thương vụ và bảo vệ cái biên liên của những cái platform mà đưa cho người dân có cái quyền mà gọi là tự do phát biểu ý kiến của mình. Sang qua như mà hồi đầu chúng tôi cũng đã hứa cùng quý vị đó, đây là cái bản đồ của Hoa Kỳ trong những ngày qua, những cái thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc đã có những cái vụ bạo động, những cái vụ biểu tình. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi trên màn hình hình ảnh các thành phố. Những cái chấm đỏ ở trên màn hình là những thành phố có diễn ra biểu tình, và những cái chấm mà màu vàng đó quý vị thấy lớn hơn đó là những cái nơi, những cái thành phố đã có tuyên bố những cái lệnh giới nghiêm trong những ngày vừa qua. Đó là một cái danh sách, một cái bức hình, một cái tổng thể mà chúng ta thấy rõ ràng là rất nhiều thành phố trên toàn quốc Hoa Kỳ đã diễn ra những cuộc biểu tình trong những ngày vừa qua. Làm sao để có thể ổn định được tình hình này? Làm sao để có thể mọi người trở về với cuộc sống bình thường? Đây vẫn là một cái câu hỏi lớn được của nhiều người cũng đã đưa ra. Và đây cũng là một cái bài toán cho chính quyền trong những thời gian này. Dĩ nhiên rồi, những người dân bình thường chúng ta sẵn lòng ủng hộ cho chính quyền để chúng ta thực hiện những cái lệnh ở nhà, để chúng ta không ra đường trong thời gian này, để giữ gìn an toàn cho chính bản thân. Tuy nhiên, và cũng để đồng thời để giúp cho lực lượng cảnh sát dễ dàng trong lúc mà họ có thể giải quyết những cái vụ lộn xộn do một số những cái người mà cố tình gây ra những cái vụ bạo động này. Đây là hình ảnh ngày hôm qua mà người ta đã ghi nhận được tại thành phố Houston, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, và đó là một số các cái tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến cùng quý vị trong ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị phần bảo trợ và chúng tôi trở lại ngay sau đó. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, trong vài ngày trước thì chúng ta cũng đã có nghe tin rằng vào khoảng cuối tháng 8 này thì Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức đại hội đảng trên toàn quốc. Và chúng ta biết rằng trong những cái đại hội đảng Đảng Cộng Hòa trong những năm trước, vào những cái mùa bầu cử, thì thường thường những cái đại hội này, con số những cái người đến tham dự nó rất đông, trên dưới khoảng 50.000 người, dao động từ 40-50.000 người. Trong những ngày vừa qua thì chính quyền của thành phố North Carolina đã đưa ra một số các quy định liên quan đến vấn đề COVID-19, và họ nói rằng nếu Đảng Cộng Hòa vẫn muốn tổ chức ở tại tiểu bang thì phải tuân theo một số các cái quy định. Dĩ nhiên là trong cái thời gian này làm sao để có thể giữ được cái khoảng cách xã hội cần thiết để mà bảo đảm cho cái vấn đề là không có lây lan dịch bệnh COVID-19. Và với những cái yêu cầu này từ thống đốc của tiểu bang North Carolina đó, đã gây ra một số các phản ứng của Đảng Cộng Hòa và đặc biệt từ phía Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump trong những ngày qua cũng đã tuyên bố là có thể Đảng Cộng Hòa sẽ dời sang một tiểu bang khác để có tổ chức cái buổi đại hội đảng mà không bị quy định về con số lượng người tham dự vào trong đại hội này. Đây là cái vấn đề mà hiện nay hai bên vẫn còn đang giằng co. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có thêm một số các tin tức mới và chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi với phần nhận định và những cái quan điểm của Thái Đại Diệp ngay bây giờ. Thưa quý vị, hai nguồn tin trong tòa Bạch Ốc đã rò rỉ ra những thông tin như sau, chỉ biết rằng là có nhiều cái phần trăm hay là nhiều cái cơ hội Tổng thống Donald Trump trong cái 4 ngày trong 4 ngày đại hội Đảng Cộng hòa sẽ được tổ chức vào cái tuần cuối cùng tháng 8 đó. Trong cái đêm cuối cùng mà ông chính thức nhận cái sự đề cử của Đảng Cộng hòa thì có lẽ là cái bài diễn văn mà nhận cái sự đề cử này sẽ được diễn ra ở tại một thành phố khác, cho dù rằng là một số các sinh hoạt của đại hội Đảng Cộng hòa có lẽ là vẫn phải được giữ nguyên ở thành phố Charlotte, North Carolina, tại vì vấn đề hợp đồng đã lỡ ký với một số các địa điểm rồi. Cho nên là quý vị thấy rằng là có thể là cái đêm thứ nhất, đêm thứ hai hay là có thể là cái đêm thứ ba, một số các sinh hoạt
có một con số tương đối là thấp hơn với con số là 50.000 người tham dự. Đây là con số mà Tổng thống Donald Trump muốn thấy được. Có thể một phần nào đó sẽ được tổ chức ở tại Charlotte, North Carolina như là cái quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, trong tòa Bạch Ốc như là trong Đảng Cộng hòa Hàn Quốc đang có nhiều cái thương lượng rất là căng thẳng hiện nay để làm sao mà kiếm ra một cái địa điểm mới để cho cái đêm thứ tư khi mà Tổng thống Donald Trump chính thức nhận cái sự đề cử của đảng thì ông phải đọc cái bài diễn văn này trước cái sự trước một cái cử tọa nó phải lên đến là 50.000 người hay là 60.000 người giờ để mà nhìn cho nó gọi là nó quy mô, nó khí thế, chứ không thể nào mà để cho Tổng thống nhận cái sự đề cử chính thức của đảng mà đọc diễn văn ở một cử tọa mà nó chỉ có vài ngàn người thì nó cũng không đúng với lại cái tác phong của Tổng thống Donald Trump. Nhưng nếu mà quý vị đã từng xem những cái buổi rally, những cái buổi mà gọi là vận động chính trị của ứng cử viên Donald Trump vào năm 2016 hay là những lần mà ông đi ra ngoài để mà ông du thuyết thì quý vị thấy là Tổng thống Trump muốn có được những cái sân vận động mà nó đầy nghẹt người. Như vậy thì khi mà ông đọc diễn văn ông mới có cái sự mà gọi là cảm hứng hay là lên tinh thần. Thì đây là những gì mà chúng tôi ghi nhận được, tại vì trong ngày hôm qua thống đốc của tiểu bang North Carolina ông Roy Cooper đã chính thức từ chối cái sự yêu cầu của Đảng Cộng hòa toàn quốc khi mà tổ chức này muốn có được một cái đại hội đảng không có bị giới hạn người tham dự. Và coi là đây là cái quyết định cuối cùng giữa hai bên. Chúng tôi không nghĩ rằng là trong hai bên sẽ có những cái thay đổi về cái lập trường của họ. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, là cái ngày hạn chót mà Đảng Cộng hòa đã cho văn phòng của thống đốc Roy Cooper phải cho họ một câu trả lời chính thức là yes hay là no cho cái việc là họ muốn có được một linh hoạt chính trị không có giới hạn người đi tham dự trong cái tháng 8 đó. Lập luận của ông Roy Cooper, chúng tôi xin lập lại, nói rằng là từ đây chỉ mới có đầu tháng 6, chúng tôi không thể nào cam kết có một cái sự kiện vào cuối tháng 8, có nghĩa là phải tới 2 tháng nữa, mà chúng tôi không biết là tình hình coronavirus nó sẽ như thế nào từ đây tới cuối tháng 8, lỡ mà dịch bệnh nó bùng phát lại ở thành phố Charlotte hay là ở tại tiểu bang North Carolina thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái vấn đề đó. Hiện nay một số các thành phố mà Đảng Cộng hòa đang cân nhắc để mà tổ chức một cái dạng một cái cuộc đại hội thứ hai chỉ dành riêng cho cái đêm thứ tư của Tổng thống Trump, bao gồm những thành phố như là Nashville, Tennessee, Las Vegas, Nevada và Orlando và Jacksonville là hai thành phố tại tiểu bang Florida. Đây là một số các thành phố mà có những cái sân vận động hay là những cái cuộc hay là những cái trung tâm hội nghị lớn đủ cái chức chứa đó cho người đến tham dự. Tuy nhiên, ngoài cái vấn đề mà gọi là địa điểm sức chứa đầy đủ, còn phải xem gọi là thống đốc của những tiểu bang đó có phải là Cộng hòa hay là Dân chủ nữa chứ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cái phần tin tức này để xem kết quả của nó và cái quyết định cuối cùng của thống đốc tiểu bang North Carolina cũng như là phía Đảng Cộng hòa sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới. Trong chiều ngày hôm nay, thưa quý vị, cựu Tổng thống Obama sẽ có một bài diễn văn quan trọng. Và cái điều này được ghi nhận lần đầu tiên là ông xuất hiện trước ống kính truyền hình kể từ sau cái vụ việc mà George Floyd đã bị cảnh sát dùng vũ lực quá đáng. Chúng tôi mời quý vị theo dõi thêm một số các cái chi tiết liên quan đến cái bản tin này. Thưa quý vị, chiều trong hôm nay thì Tổng thống Obama cùng với một số người khác, một số người mà gọi là chuyên môn tranh đấu cho quyền lợi của người dân, muốn cải tổ lại cái cách mà cảnh sát ứng xử, bao gồm cái việc gọi là cái vị mà gọi là cựu bộ trưởng tư pháp dưới thời của ông Obama là ông Eric Holder, những người này sẽ tụ tập lại để có một cái gọi là cái town hall meeting, một cái cuộc hội luận sẽ được coi như là quay lại qua cái dạng trực tuyến. Đây là một cái cuộc hội luận bàn tròn với người tham dự có quyền đặt câu hỏi với cựu tổng thống Obama và một số các nhân vật trong cái phong trào làm sao mà phải thay đổi cái cách hành xử của cảnh sát. Chúng ta còn nhớ rằng là trong 8 năm làm việc, không biết là dùng còn nhớ không, trong 8 năm làm việc của ông Obama, cũng có thời một cái người bạn của ông Obama là một người giáo sư da đen trước đây
cũng đã có những cái gọi là những cái va chạm với lại cảnh sát của khu vực Washington DC, rồi sau đó thì họ cũng có một cái gọi là một cái peer summit. Ông Obama cũng phải mời cái viên cảnh sát da trắng đó cùng với lại phó tổng thống Biden và cái ông giáo sư da đen nó tới Tòa Bạch Ốc để mà uống bia. Có thể đây là một cách mà để cho tổng thống Obama bước vào trong cái vai trò mà nhiều người cho rằng là ông đương kim tổng thống Donald Trump này đang bỏ trống, đó là ngoài cái vấn đề trật tự và luật pháp, cái vị tổng thống cũng phải đóng cái vai trò làm sao mà đoàn kết lại người dân, xoa dịu lại những cái mâu thuẫn của xã hội, và là cái người mà coi như là đem chứ coi như là đoàn kết lại mọi người, chứ không phải là có những cái lời phát biểu mà tiếp tục gây chia rẽ, tiếp tục gây hận thù. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong đêm hôm nay, đây là cái mục đích của ông Obama, bước vô trong cái vai trò mà ông nghĩ rằng là cái người tiền nhiệm của mình, hay là chúng tôi xin lỗi, cái người kế nhiệm của mình đã không có chiêu toàn trong cái vấn đề mà bạo loạn và biểu tình trong suốt tuần vừa qua. Thưa anh, cái chương trình livestream này chiều hôm nay sẽ được bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều mà chúng tôi nghĩ là giờ miền Tây, giờ miền Đông Hoa Kỳ thưa quý vị, tức là khoảng 2 giờ trưa giờ California. Quý vị nào muốn theo dõi cái buổi này đó thì xin vào trang nhà obama.org, obama.org, để chúng ta có thể theo dõi trực tiếp cái phần nói chuyện của cựu tổng thống Obama liên quan đến vấn đề này. Và chắc chắn đây là một đề tài được nhiều người theo dõi trong chiều hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi trong chương trình này và xin kết thúc chương trình ở đây. Chúng tôi cầu chúc quý vị một ngày thật vui và xin hẹn gặp lại vào chương trình tin tức chiều hôm nay cùng với Thanh Thảo và Tyler Diệp. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.